What's your name? What's your name? Ủa, nó không nói nữa anh em. Hello, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay lại đến channel của mình xem nha. Hôm nay là giờ là 3 giờ nha anh em. Mình nghe trên mạng thấy một cái phong trào, cái trào lưu là chơi cái con mèo Angela, là chơi lúc 3 giờ đêm thì hiện tượng nó sẽ có ma, nó sẽ gì hồn ma vô con mèo nha các bạn. Giờ mình cũng thử xem thử có đúng như những cái YouTuber đó làm. Giờ 7 giờ là 3 giờ 16 phút nha các bạn. Bọn mình cũng tải ứng dụng hết rồi. Mình thức tới giờ để mình chơi game này các bạn ơi. Đây, mình đã tải sẵn. Let's go. Nhìn cũng dễ thương. Nhìn cặp mắt ghê quá. Đó, mình đợi mình lớn tiếng lên đi. Angela. 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 Mình kêu như tên mạng thế nhỉ. What's your name? What's your name? How are you? Ủa, không nói luôn các bạn. How are you? How are you? Angela. Angela. Chưa có hiện tượng gì nữa mày. Angela. Angela. How are you? How are you? Angela. Angela. How are you? How are you? Ai cho mình ngủ? Giúp mình luôn các bạn. Angela. Angela. How are you? How are you? What's your name? What's your name? Angela. Angela. What's your name? What's your name? Cũng không có hiện tượng gì hết các bạn. Cái con chim nó cứ bay qua bay lại ngoài cơ quan. Angela. Angela. What's your name? What's your name? How are you? How are you? I'm fine, thank you. And you? I'm fine, thank you. And you? Hello. Hello. Hello Angela. Hello Angela. Bạn có phải là Mai không? Có phải là Mai không? Bây giờ là mấy giờ? Angela. Angela. Bây giờ là mấy giờ? Bây giờ là mấy giờ? Có một bạn tên YouTube hỏi cái câu. Để mình tắt tiếng nè. Có một bạn tên YouTube hỏi câu là bây giờ là mấy giờ, mà nó lại trả lời là bây giờ là 3 giờ bao nhiêu đó. Mình hỏi tại sao nó không trả lời anh em. Hay là bạn đấy xạo nha. Mình cũng biết nữa. Để mình chờ tí nữa. Sao mình nói nữa đây. Nói đây. Angela. Angela. How are you? How are you? Angela. Angela. Phải. Chả có hiện tượng gì mà vui. Chả có hiện tượng gì mà vui. Angela. Angela. How are you? 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 How are you?
Fashion em. Fashion em. Bạn tên là gì? Bạn tên là gì? Angela. Angela. Bạn có bắt cóc mình không? Bạn có bắt cóc mình không? Chắc cái trò chơi này là không có đâu các bạn. Chuyện là cái trí tưởng tượng phong phú quá. Hay là các bạn đó ghép lời vô các bạn. Chứ mình chơi không có nha. Để mình chơi một lần nữa nha. Mình chơi một lần này nữa là kết thúc video này nha các bạn. Nếu các bạn nào thấy clip của mình hay thì hãy đỡ lại một like, một subscribe để ủng hộ kênh của Bình Chia mình nha. Giờ mình chờ lần cuối nha. What's your name, Angela? How are you? I'm fine, thank you. And you? Bạn tên là gì? Bạn có phải là Angela không? Cũng không có hiện tượng gì tất cả anh em à. Chỉ là những lời đồn thôi. Angela. How are you? Angela. What's your name? Lại con chó. Con chả thấy cửa sổ lộ ra một người đàn ông nào bắt cóc ở trong ánh mắt.